Ở nhà hàng này có nhiều người Việt tới không chị? Ít lắm, khoảng 4 người. Nhà hàng chị làm việc ở đây lâu chưa? Chị làm đây 7 năm. Ồ, vậy hả? Ừ. Có hay về Việt Nam không chị? Có 5 chị đồng. Hello. 오늘은 우리 공주 아 천주 갈 거예요. 그럼 우리 이제 버스 탈 거예요. 다 왔어. 아 진짜 힘들어. 한번더 가자. And 진짜 surprise. 휴대 전화는 그 시간 버스 시간 12시 55분. 사람 없어 아까. 그럼 우리 버스가 how many hour? 2 hour 40. 2 hour 2시 2시 2시간 40. 그거 이제 트래픽. A few moments later. 15 minutes break after the 1 hour. I'll do the breaking time bus in the Korean. I'm kind of hungry. 배고파 자기. We got the coffee. Change the rear. 호텔 다 왔어. 하지만 호텔도 너무 추워서 I don't wanna take. 조금 더 disappointed about the 한옥 hotel. Wow, this is the smallest hotel I have ever seen. No, like a guest house. 맞아. But the $14, 4만 원. 4만 원 in the Vietnam can get a really key, really beautiful hotel with the swimming pool. It's okay. King around the village, 맞지? Have so many slaves for the hanbok. Để mình nói nhỏ cho các bạn nghe nha, là tụi mình đã phải mất tới 2 tuần để suy nghĩ lên là có nên đi Jeonju không. Bởi vì hai đứa quá lười, ngày nào cũng ngủ tới kiểu 1-2 giờ chiều mới dậy. Xong cái ăn uống dọn dẹp nhà cửa này kia, xong tới tối mất tiêu. Kiểu dậy sớm là một thử thách vô cùng gian nan, nhất là khi ở Hàn Quốc nó cách Việt Nam 2 tiếng nữa. Cho nên là bình thường mình ở Việt Nam mình sẽ ngủ là 9 giờ dậy, thì ở Hàn Quốc sẽ là 11 giờ. Đó. Rồi lầy lộ các kiểu. Cho nên là mãi tới 2 tuần sau khi tới Hàn Quốc thì mình mới đi Jeonju được. If you can, I give you manon. You lose the manon. 너도 못했잖아. 식당 다 왔습니다. The hotel staff the recommend us to come here because the machine. But I don't believe. Mm. 어때? 나는 참고로 이걸 제일 좋아해. 이게 메인 디시고 이런. 아, 이건 메인 디시야? 응, 메인 디시야. 끝? 된장 수프 하나 더 나온 거 같아. 소이 수프 하나 나오는 거 같아. Này có nhiều người Việt tới không chị? Ít lắm, khoảng 4 người. Dạ hả? Chị làm việc ở đây lâu chưa? Chị làm đây 7 năm. Ồ, vậy hả? Ừ. Có hay về Việt Nam không chị? Có 5 năm chị đồng. Dạ hả? Quê chị ở đâu? Chắc ở miền Bắc không? Dạ, quê chị ở miền Bắc á. Ừ. Ừ. Em ở Việt Nam. Em ở miền Trung. Em ở Đà Nẵng. Đà Nẵng à? À, ở Đà Nẵng. À.
đã tới cho bố mẹ ta chưa? Dạ không. Tới cho bố mẹ ta. Dạ. Thế có đồng nào cho bố mẹ chưa? Thế con thế tức vậy thì thỉnh thoảng cắt ra mà, lấy kéo cắt ra mà. Dạ rồi. À rồi tới rồi đấy. Dạ. Có ăn bát cơm nữa không? Chị thấy có bát cơm. Cho em một bát cơm nữa. Nè, cảm ơn chị. Cá ra ăn không trộn vào má nhé. Dạ. Ăn cái gì bảo chị nói. Dạ vâng ạ. Cảm ơn. Ăn nhiều vào. Dạ. Mấy khi mới đến nhà hàng và gặp được người Việt Nam. Em nhìn chị là em biết thấy người Việt Nam rồi. Ừ, trong người Việt Nam mình trông khác ai mà kể cả nghe những cái này nói cũng biết ha. Dạ. Người Hàn tiếng nó như là mình nói người về tiếng Việt. Dạ. Đúng vậy đó nữa. Ở mà mở như người Hàn. Dạ. Trông thấy một cái cũng biết người. Dạ. Đúng không ạ? Dạ. Okay. If you need something, tell me money moko. Happy because of long time with the president of Korea. He worked in here for 7 years. 진짜? 근데 7년인데 한국말을 저렇게 못해. 야, 너가 한국말 더 잘하잖아. 아니, because of accent가. She just come and work and then just follow. Just study by herself. Don't study the on the book and the pronunciation. Oh, man. No, he maybe married in Vietnam. Ah, Vietnam. And I'm working. 이거 기억나? 내가 해줬던 거? 그거. 깻잎전. 먹어봐. 이거는 갈치. 거기 아니야. 야, 넌 처음에 또 올라가? 맞아. 어, 맛있어. 거기 앉아서 먹을까? 차라리 그냥? 그래요. 야, 집에 가서 먹지. 그거 따면 어떡해. 맨날 complain. It's a Vietnam style, you know? 야, 코리안 스타일 too. My boyfriend's everything clean and have a rule. TV 먹고 cannot eat outside. 아니라 야 일로 와 여기서 먹자. 아 진짜? 할 수 있어? 짠. 백두 먹고 자요. 좋다. 오 추워. 야, 나 떨어뜨리면 어떡해, 카메라. 영진아. 누구도 제 사랑해? 네 제 사랑해요. 진짜? 나 맛이나 좀 보자. 미치. 아, 그냥 사이다. 야, 맥주 콜라. 진짜 맥주. 피치만 많이 나네, 생각보다. 하지만 귀여워. 니는 그냥 귀여워만 먹을 거예요. 됐어. Easy to get the money. 자석 귀여워. 야, 그럼
그럼 그 가이스 아이스크림 어떡해. 나 먹어. 걱정 마. 진짜. Don't worry. 여기 배에 다 아이스크림 있어. I think tomorrow I I think so. Me too. 오늘 공주 아니 전주 투어 끝났고요. 다음에 또 봐요. 안녕. 내일 또 봐요. 내일 또 봐요. 안녕.